Sức khỏe tâm an, mến chào cô chú cùng anh chị em. Đậu hũ, xót theo cách này, lạ miệng, ăn là ghiền. Ăn chay hay ăn mặn gì cũng đều rất ngon. Nếu cô chú anh chị mình thấy thích món đậu hũ xót theo cách này, thì cùng tâm an vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây, mình có một miếng đậu hũ 400g và 50g nấm đông cô tươi. Anh chị mình không có nấm đông cô tươi, mình dùng khô cũng được luôn. Nấm đông cô, bây giờ mình sẽ đi cắt hạt lựu. Nếu anh chị mình không dùng chay á, mà mình dùng mặn á, thì mình thế vào là thịt băm. Món này lạ miệng, mình ăn chay hay là ăn mặn gì cũng đều rất là ngon, ăn là ghiền luôn. Nếu mình không thích cắt hạt lựu á, thì mình cũng có thể cắt lát cũng được. Nhưng mà Tâm An thấy cắt hạt lựu ngon hơn. Tiếp theo, mình dùng 3 tép tỏi với một củ hành, tương đương hai loại khoảng 40g. Bây giờ, mình sẽ băm nhuyễn cái phần tỏi và hành này ra. Nếu anh chị mình không thích dùng hành với tỏi á, thì mình dùng hành bo rô ha. Mình thế vô. Đậu hũ á, thì bây giờ mình cắt mỏng ra. Nếu mà mình không thích dùng đậu hũ khuôn này á, thì mình thế vô đậu hũ non. Cho vô chảo 2 muỗng canh dầu. Dầu nóng rồi, mình cho hành với tỏi vô mình phi vàng luôn. Anh chị mình mà làm cái món đậu hũ sốt nấm này nè, ăn một lần là ghiền luôn. Hành tỏi nó vàng rồi đó, bây giờ mình cho nấm vô mình xào. Nấm đông cô, nó còn một cái tên nữa là nấm hương. Khi mình xào trước như vậy nè, cái phần nấm này nó thơm lắm. Khi mình dùng á, nó không có còn hăng cái mùi nấm hương nữa. Mình nêm vô đây nửa muỗng cà phê hạt nêm chay. Tiếp theo nửa muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê nước tương Mary, một xíu bột ngọt. Mình không dùng bột ngọt thì mình khỏi cho vô. Một muỗng canh tương ớt cho màu nó đẹp, nước sốt nó cũng sánh nữa. Mình lấy cái muỗng múc tương ớt á, mình múc vô đây 4 muỗng canh nước. Khi mình cho gia vị vô vậy nè, anh chị mình tắt bếp luôn hoặc là mình mở lửa dưới trung bình thôi. Giờ Tâm An vẫn đang để lửa dưới trung bình. Mình cứ xào từ từ vậy để cho phần nấm nó chín và nó thấm gia vị vô. Nấm nó cũng đã chín rồi, bây giờ mình cho đậu hũ vô. Mình lấy cái giá nè, mình dầm cái phần đậu hũ này ra để cho nó nhỏ nhỏ lại. Nếu anh chị mình không có thích cái đậu hũ nó nhỏ đó thì mình dầm hơi lớn một chút. Tuy nhiên là đậu hũ mình dầm vô vậy nè, mình sốt lên, cái nước sốt nó thấm vô trong cái miếng đậu hũ á, mình ăn nó rất là ngon. Mình chờ một chút đậu hũ nó sôi lên là nó chín. Mình sử dụng thêm 20g cần nữa, mình cho cần vô mình nêm á. Cái món đậu hũ sốt nấm của mình á, nó rất là thơm. Cần mình cắt ra nó dài khoảng 2 đến 3 phân là được. Đậu hũ ở trong chảo nó sôi lên như vậy nè, là đậu hũ đã chín rồi. Giờ mình cho cần vô luôn. Cho cần vô, anh cho mình đảo lên. Quá trời thơm luôn á. Món đậu hũ sốt nấm này quá trời là thơm. Sau cùng mình cho vô thêm xí xì tiêu để cho nó thơm. Món đậu hũ sốt nấm, cô chú anh chị mình thấy có hấp dẫn không nè? Mình ăn chay hay là ăn mặn gì cũng đều rất là ngon. Thơm quá chừng luôn. Món này mình ăn với cơm nóng là cực kỳ hao cơm lắm luôn. Giờ mình cho đậu hũ sốt nấm ra dĩa thôi. Cho ra dĩa xong, bắt đầu thưởng thức với cơm nóng. Quá chừng là thơm luôn. Những ngày chay, những ngày ngán thịt cá rồi, cô chú anh chị mình làm cái món đậu hũ sốt nấm này nè, để gia đình thưởng thức, bảo đảm luôn, ai cũng mê. Rất là thơm, Tâm An đứng ở đây mà nó quá chừng là thơm luôn. Tâm An mời cô chú cùng anh chị mình dùng cái món đậu hũ sốt nấm này nha. Gia vị cho cái món đậu hũ sốt nấm á, anh chị mình có thể gia giảm theo khẩu vị gia đình mình. Bây giờ Tâm An dùng trước xem nó có vừa ăn không nha.
rất là vừa ăn, thơm ngon, rất là hấp dẫn. Video cách làm món đậu hũ sốt nấm hôm nay Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại.